Thường mọi người thắc mắc là nhìn dơ vậy đúng không? Mấy cái đồ giấy đồ tung mà thực sự cái này là mình làm mục đích của mình á là tại vì muốn dụ cho đất nó tốt và muốn dụ có mấy con worm á, mấy con trùng á là phải có mấy cái giấy cạc tông nè. Tại vì mấy con trùng nó cần mấy cái giấy cạc tông này để nó ăn, nó làm thức ăn của nó. Nên mình phải dùng mấy cái giấy cạc tông này. Thường á mình bỏ cow manure ở dưới đó, giống như là giống như compost á, cow manure á, mình bỏ ở dưới xong rồi mình bỏ mấy cái tờ giấy này lên. Sau một thời gian á mưa rồi mình tưới nước lung tung á, mấy cái giấy này nó sẽ mục á, là nó tạo thành đồ ăn cho mấy con giun. Cái khế này thì cao khoảng khoảng 5 feet 5 gì đó thôi à. Lúc mình mua thì nó mua ở Lowe's á, thì cái giống này là giống ở khế rất là ngọt. Để mình coi thử cái giống hồi xưa nó có cái name tag mình biết là carry. Bây giờ mình đi hái khế. Khế này là hôm bữa mình có quay nhưng mà mình chưa có hái tại vì nó còn hơi xanh xanh á, mình đợi cho khoảng 1 tuần nữa. Bây giờ nó vàng rồi nhưng mà hôm bữa giờ mình ăn nhiều lắm mà mình quên mất làm video, chứ Ăn gần hết cây rồi. ăn gần hết cây rồi, Bữa còn có khoảng chắc khoảng 20-30 trái, chứ hôm bữa lấy cũng cỡ đó, là nặng cây hết bữa là luôn. đầy đầy hết luôn, quá trời đầy đầy hết luôn mà bây giờ còn có 20-30 trái à. Thì tại này mình ăn từ từ nên cứ mỗi lần mà nó vàng vàng, mỗi ngày mình ra mình lấy 1 trái 2 trái 3 trái 4 trái tùy theo rồi mình thấy cái nào nó vàng vàng á, không à, đúng rồi nó vàng vàng thì mình hái mình vô mình ăn thôi. Thì bây giờ thì mình có hái mấy trái ở dưới đất rồi, bây giờ mình kiếm thêm vài trái nữa. Tại cái giống này là giống Kerry, hôm bữa mình có ghi video là giống này giống Kerry, giống của Hawaii á, nó rất là ngọt. Khi mà nó chín nó màu vàng. Còn cái giống gọi là Quang Quang Thân Quang Thuân gì đó là của Thái Lan á, khi mà nó chín nó vẫn màu xanh nhưng mà nó vẫn ngọt. Nhưng mà cái giống Kerry này á là như tiếng Anh nó spell là Kari á, là giống mà ngọt nhất của các loại khế, mà nó ra dữ lắm, một năm ra được đến 2 mùa luôn, mà một mùa là cũng cả 50-70 trái tùy theo cái cây. Mà cái cây này của mình nhỏ lắm, cái cây này mình có đây 2 tuổi à, mà mới đầu nó cũng có nhiều nhánh lắm nhưng mà mình đã chặt bớt rồi để giữ một cái nhánh thôi, tại mình thích trồng cây giữ một nhánh thôi. Mà cái này chiều cao nó chắc nó khoảng 5 feet 5 trong đây chứ mấy đâu, nhưng mà nó ra cũng quá trời trái luôn. Mà trồng năm trồng trồng xuống là năm sau có trái liền à, tất nhiên nó không nhiều nhưng mà nó có trái liền à. Mà khế loại này là khế loại ngọt, ăn ngon lắm chứ không có phải chua đâu. Vẫn còn quá trời chứ chết trong này nè, mà còn xanh lắm. Hoa khế nè. Ấy. Đây. Ấy. Quê hương Mà mà trùm khế khế ngọt. này ngọt thiệt. Ngọt thiệt. Trước giờ trồng khế cái này không có một vị chua luôn á. Bỏ tủ lạnh ăn á, nó lạnh mà nó mát. Hôm nay ngày đẹp trời, chiều chiều ra ăn khế uống trà. Ngắm sông. Cái khế này là nãy mình hái ở vườn nhà mình đó. Thì nó rất là ngọt, cái giống này giống Kerry. Để cắt một cái đã. Giống Kerry rất là ngọt. Này cái khế này nó ra cũng sai lắm. 1 năm ra đến 2 lần lận, 1 lần cũng mấy chục trái lận. Còn cái trà này á là trà lô khoạch, lá này lá lô khoạch à, không biết tiếng Việt gì sao nhưng mà tiếng Việt là như cũng là lô khoạch thôi. Và cái trà là cái trái mà vàng vàng gọi là Japanese plum á, thì lô khoạch
mình có hai cái ly, bỏ trà vô cái pot holder nhỏ nhỏ này nè, xong đổ nước nóng vô, xong bây giờ nãy giờ cũng được 50 phút rồi, bây giờ chắc là uống được rồi đó. Trà này thì nó trà low fat thì nó có nhiều cái benefit cho cơ thể mình, giống như là nó chống depression rồi đau bụng rồi tăng hệ thống miễn dịch trong cơ thể tùm lum lum á. Thì cái này là bánh ngọt thôi, ngồi đây ăn vừa ăn dốc chơi thôi. Trời hôm nay đẹp không? Ăn không em? Ai quay phim? Bắt người ta quay phim cho mình ăn. Hay quá hả? Anh muốn quay cho em rồi ăn. Người hưởng thụ bắt mình cầm máy quay, đứng quay cho hưởng thụ, còn nói gì nữa. Tự nhiên em quên tên trái lô quát tiếng tiếng Việt rồi, trái gì hồi bữa bà chị em nói Có gì vậy á. Không, có tên tiếng Việt đàng hả? hoàng. Cái trái gì hơn nghe tên cũng kêu xa đó. Cái mận Ủa? là mận Nhật hả? Japanese plum Không. hả? Không phải hả? Tiếng Việt hoàn toàn tiếng Việt luôn, tên rất là kêu xa. Trái này nó ngọt nữa mà ăn bánh vô á, là bánh này bánh ngọt nè, mà nó không có chua luôn á. Cái vị nó thanh tịnh thiệt quá. Nghe nói cái trái low carb này là ở Việt Nam bán hình như 1 triệu mấy một ký, nhập bên Nhật qua mắc lắm, tại vì nó người ta tin là nó trị bệnh tùm lum á mà. Ở Florida này nó mọc đầy đường. How's it going? I'm fine, man. How you doing? Mấy nhỏ bên cạnh chắc nó nhìn thấy kỳ lắm, tự nhiên có thằng Thằng châu Á cầm người gái ngồi đây uống cầm trà ăn bánh rồi ăn cầm bình cá, trà ra trong ngồi đó có người quay phim nữa. ha, người quay phim thiệt là tê thảm nè, mà nó nhìn mấy cái star food này nó cũng không biết là trái gì khỉ gì đâu, Dạ, có thể chắc không biết nó không biết. Bữa thấy cái thằng kia cầm trái star food ăn kêu sao mà nó chát, là tại vì nó không biết cách cái phiền ăn giống kiểu Việt Nam thì mình á. cái giống kiểu ngọt Giờ cái giống này ngọt, có nhiều giống nó chua, nhưng mà đại khái là nó phải cắt cái phiền màu xanh chung quanh. Nó không biết cắt, nó ăn gì nguyên luôn. Xong nó chê. I'm going to do like some extra flip or something. I guess just to make it some tối á. Just to make it in order, but I don't know Diet if you hả? have to really get on like that. That's like three, that's like four Bánh ngọt này tắm vô là cao cao máu cao đường. Bởi vì cao máu cao đường có trà low carb giảm á. Trà low carb là giảm cao máu cao đường. Có cao đường còn có trái cây để À, giảm mà. có khế để giảm nữa. Khế mấy người cũng ăn trị bệnh gì lắm á. À, Google mà lúc nào ghi ra cái trái nào cái lá nào cũng tốt cũng bỏ hết. Mà cái ngọt ngon thiệt không? Ngồi đây coi xong hả? Cá bữa nào lấy cây giá ra bắt ốc ở đằng kia, ở đằng phía phía đó, ở giữa hai cái lùm cây đó, đi xa ra thêm một xíu nữa là một đống ốc nằm đó đợi chờ mình á. Mà bữa giờ lười quá chưa có dịp đi bắt ốc. Ăn đã chưa? Vì anh có không ăn hết cái này, ăn hết cái này uống hết cho bên tràng mới về không em? Cái nào cũng háp đi để dành cho em, uống hết là ăn đập á. Giờ gần cuối tháng 10 rồi, trời Florida là rất là mát mẻ. Mấy độ? Dạ, mát mẻ.
cá đó nó mới nhảy á. Ta hay ra cái chỗ này ngồi câu cá, bắt cua. Mình thì chơi bắt ốc. Thank you.